Minh Toàn xin chào anh chị và các bạn. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại bãi tắm ở đảo quốc tế Tuần Châu. Hôm nay Minh Toàn xin gửi đến anh chị và các bạn một số cái hình ảnh về bãi tắm đảo quốc tế Tuần Châu. Để là con xem những video mới thú vị về đảo Tuần Châu nói riêng cũng như về Hạ Long nói chung. Rất mong anh chị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí và đồng thời nhấn vào biểu tượng cái chuông để mỗi khi kênh có những cái video mới thú vị thì anh chị sẽ là được thông báo và là người đầu tiên được xem các video mới thú vị. Hôm nay ở đảo Tuần Châu thì thời tiết khá là nắng, bây giờ đã làm mưa tạnh cho hơn, nhưng mà tuy thế nhiệt độ ngoài trời nó vẫn là khoảng 32-33 độ C. Chính vì thế mà đảo Tuần Châu cũng thu hút rất là nhiều người về đây tắm biển vào buổi chiều như thế này. Và đây trước mặt chúng ta là một cái tem người ta tổ chức cái trò chơi. Và bây giờ thì xin mời anh chị và các bạn chúng ta đi một vòng bãi tắm Tuần Châu, xem là bãi tắm Tuần Châu nó có khác gì so với bãi tắm ở Bãi Cháy không nhé. À và đây chúng ta dừng đây để chúng ta xem họ chơi như thế nào, trò chơi này đó. Trò chơi này thì mắt quay xung quanh như thế để chúng ta có thể là váng đầu, nên chúng ta đi ra là xong chúng ta bổ luôn. Có thể là đây là một cái tem kỷ niệm 10 năm ra trường. Wow, em gái quần em say mạnh thế. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng xung quanh cái bãi tắm này nhé. Biển khá là đẹp, tuy nhiên là du khách ở đây là ít hơn ở bãi biển Bãi Cháy rất là nhiều. Đây chắc bằng 1/10 của bãi biển Bãi Cháy đó. Trời
này có che các cái ô anh chị ạ. Yeah.
Anh Toàn có rất là nhiều video về đảo quốc tế Tuần Châu cũng như là về Hạ Long nói chung. Nếu anh chị và các bạn quan tâm thêm thì chúng ta có thể xem thêm ở trong cái danh cái phát là Cuộc Sống Quảng Ninh hoặc là Cuộc Sống Hạ Long, để chúng ta biết thêm về đảo quốc tế Tuần Châu cũng như là về Hạ Long. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, đồng thời nhấn vào biểu tượng cái chuông để là người đầu tiên xem các cái video mới quý vị anh chị nhé. Video này mình Toàn xin phép dừng ở đây. Cảm ơn anh chị đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong video tiếp theo.